Xin chào mọi người và đặc biệt là các anh các chị quan tâm đến tử vi phong thủy của kinh tử vi và cuộc sống. Đây là video clip mình sẽ làm về tử vi vận hạn 6 tháng đầu năm Canh Tý đối với người tuổi Canh Tuất nữ mạng, một trong những cái tuổi có nhiều cái duyên nợ đối với tuổi mậu ngọ của mình cũng như là đối với bản thân mình, cho nên là mình ưu tiên thực hiện cái video này cho video của năm Canh Tý năm 2020, có thể nói là cái video đầu tiên cho tuổi Canh Tuất nữ mạng. Phải nói rằng là người nữ mạng Canh Tuất vốn dĩ là một trong những cái người mà mình nói là cái sự hiền lành nó thể hiện nhiều nhất, tại vì Tuất mà vừa trung thành vừa hiền lành. Tuy nhiên người mệnh Kim thì hay khó lay chuyển một tí xíu, thì mình không có dông dài, tại vì thật sự mà nói, mà để nói về cái thiên tính cũng như là cái cá tính mọi thứ của người Canh Tuất thì mình đã chia sẻ rất là nhiều từ năm 2016, 2017, 2018, 2019 rồi, cho nên là lần này mình sẽ đi thẳng vào vấn đề thôi. Thì người mà Canh Tuất sinh năm 1970 á, thì nữ mạng á, thì nếu mà tính trong cái khoảng tuổi đó là từ ngày 6 tháng 2 năm 1970 cho đến ngày 26 tháng 1 năm 1971, những người sinh trong khoảng thời gian này, đó là mình đang nói tới ngày Tây nha, thì là thuộc tuổi Canh Tuất, còn ra khỏi hoặc là lùi lại là tuổi Cát nha, cho để mất công nhiều người hay hỏi tới hỏi lui. Thì mạng á, như đã nói ở nhiều cái clip khác, thì nữ Canh Tuất với mệnh Thoa Xiến Kim là vàng trang sức. Như vậy vào xét về trụ mạng ở trong cái năm Canh Tý 2020 này, đối với người Canh Tuất thì năm Canh Tý như đã biết thì nó là một năm thổ. Như vậy xét về mạng là thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe và bổn mạng rất là tốt. Khi mà bổn mạng được tương sinh, phúc tinh và tài tinh sẽ rất là được hưởng lợi, đặc biệt là một cái năm với thiên can chữ canh của Canh Tuất gặp chữ canh của Canh Tý là đồng hàng, công việc thuận lợi, khá là nhiều hanh thông ở trong công việc. Tuy nhiên là nữ mạng của người Canh Tuất thì năm 2020 có sao chủ khá là xấu, đó là sao La Hầu, một cái sao có thể nói là đem đến ốm đau và rối rắm. Đây thật sự là một hung tinh, tuy nhiên này hung tinh này là thuộc hành kim, thường đem đến nhiều cái điều không may liên quan đến pháp luật, kiện tụng, công quyền, thường xảy ra tranh cãi, ăn nói và dễ gây thị phi, buồn phiền. Tuy nhiên là thường nếu mà đối với nữ là cái sao La Hầu này còn đem đến cái sự ốm đau, bệnh đường máu huyết, dễ gây hao tài, hao tốn tài sản. Tuy nhiên là đối với người mệnh mộc và người mệnh hỏa thì là chịu sự, nếu mà bị sao này chiếu mệnh thì nó sẽ hung hại hơn là cái người mệnh kim, vì nó là người nó thuộc kim mà nó không có tác dụng nặng nề đối với người mệnh kim, cho nên là cũng không có nhiều cái sự không tốt đẹp đối với người ấy đâu. Nhưng mà cũng như đã nói, nam thì chịu sao La Hầu nó mới xấu, còn nữ sao La Hầu thì nó giảm bớt cái sự hung hại 50%, cộng với người mệnh kim nữa thì nó sẽ càng làm cho cái sự hung hại nó giảm bớt đi. Hạn của năm là hạn Diêm Vương, người ta nói hạn Diêm Vương thì đề phòng bệnh máu huyết, tránh chuyện thai nghén. Hạn này không chủ xấu về tài lộc, rất hợp cho việc đầu tư làm ăn, mở rộng kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên cần chú ý đề phòng tình cảm vợ chồng bất hòa ở trong cái gia đạo anh em. Nữ thì gặp cái hạn này thì tránh nên sinh đẻ, gặp rất nhiều bất lợi ở trong cái việc thai sản, rất là dễ vong mạng. Mà ở tuổi này là mình nghĩ thì thật sự ra mà nói thì nó cũng có nhiều điều rất là phiền nếu mà sinh đẻ ha. Vận niên là vận niên ngựa bị đau, tức là mã trúng thương, tức là đây là cái hình tượng mà con ngựa nó bị trúng thương. Dù là tả xung hữu đột, làm bao nhiêu công việc giúp đỡ người khác, kẻ này kẻ nọ, nhưng mà để rốt cuộc thì chỉ có thu lại cái buồn phiền thiệt hại cho bản thân mình thôi.
không nên quá nôn nóng trong cái năm mà bị gọi là ngựa trúng thương vận niên, thì như thế này thì nó sẽ không tốt đẹp. Còn thiên can thì cái phần mà ảnh hưởng nhiều đến công việc đó là chữ canh gặp chữ canh đó, là tương trợ thuận lợi, rất tốt đẹp cho cái sự phát triển công việc, không gặp nhiều chống phá cản ngăn. Địa chi Tuất gặp Tý thì bình hòa, cho nên là nói có thể nói là gia đạo không quá đem đến cái sự buồn phiền mà lớn, nếu như là biết buông bỏ một chút xíu ở cái tuổi này thì các chị cũng sẽ rất biết suy nghĩ, biết cái nào cần và cái nào không nên làm ha. Như vậy thì sơ khởi của cái tử vi xét về mạng sao, vận hạn, vận niên ha, và thiên can địa chi thì thấy rõ ràng là một năm Canh Tý sẽ có nhiều điều tích cực về cuộc sống, về cái công việc làm ăn. Đối với người Canh Tuất là một tín hiệu tích cực, tuy nhiên là cẩn thận một tí xíu về việc buồn phiền của gia đạo. Mạng thì được tương sinh, chỉ có cái sao chủ là xấu thôi. Như vậy chiếu sao theo cái sự vận hành của âm dương và ngũ hành đó, trong vũ trụ thì năm Canh Tý 2020 á, thì tiểu vận thì đóng tại cung Khôn thuộc hành Kim, cho nên là hướng Tây Nam là hướng tài thần, hướng Nam là hướng hỷ thần. Đối với người tuổi Canh Tuất á, là thắng địa, tốt cho công việc phát triển làm ăn. Đó là một cái thêm một cái tín hiệu vui nữa ha. Tọa cung tiểu vận của người nữ Canh Tuất năm 2020 á, thì có các sao như là Hóa Quyền này, Lưu Niên Vân Tinh, Thái Tuế Đại Hao. Hóa Quyền, nếu như có cái sao này ở trong cái tọa cung tiểu vận á, thì cái các chị nữ mà làm trong công việc nhà nước hạng xưởng thì rất là tốt đẹp trong cái việc thăng tiến quan quyền. Lưu Niên Vân Tinh là một cái phúc tinh đem đến nhiều cái điều tích cực tốt đẹp trong cái năm này ha, đi chung với Hóa Quyền thì rất là tốt đẹp. Tuy nhiên bị Thái Tuế án ngữ cộng với Đại Hao thì có thể là cái việc mà phát triển của mình, lên chức của mình, nó sẽ gây cho mình hao tốn một số tiền, hoặc là một cái gì đó mà phải bỏ ra cẩn thận. Đặc biệt nếu như mà các chị mà làm ăn ở bên ngoài, gọi là kinh doanh thương mại á, thì đặc biệt phải để ý đối với Thái Tuế. Tuy là mình không bị hình Thái Tuế hay trực Thái Tuế, nhưng Thái Tuế nhập trong cái tiểu vận thì rất đi với Đại Hao thì rất dễ phải bỏ, phải gây ra hao tốn, mất cấp tiền tài. Cho nên là nhớ cẩn thận ở trong cái việc cửa nẻo, nhà cửa, xe cộ của mình, để ý một tí xíu cho coi chừng bị mất cấp. Và đặc biệt là tránh cho người ta mượn tiền khi có Thái Tuế và Đại Hao đi chung trong tọa cung tiểu vận. Cung xung chiếu thì có các sao là Thiên Mã, Phượng Cát, Tuế Phá, Thiên Hư đi với Giải Thần, rồi Long Trì, Tấu Thư, Thiên Phúc Quý Nhân, Thiên Trù, Quan Phù. Có Quan Phù là ảnh hưởng đến cái việc đảo tụng đình, đi đến cửa quan ha, có việc không được tốt cho lắm với cái Quan Phù đi sau Thiên Trù. Còn bị tuần triệt, cắt ngang phúc đức, thiên đức lập tồn bác sĩ. Như đã nói thì tuần triệt là cứ hễ ổng gặp sao nào ổng cứ cắt đầu hết, cho nhưng mà ổng lại đi trước cả phúc đức, thiên đức lập tồn bác sĩ, cho nên là năm 2020 cẩn thận về mặt sức khỏe và cái gọi là gì, thiên đức phúc đức của mình không còn được nhiều cái thuận lợi do mấy ổng bị án ngữ, là bị tuần triệt án ngữ. Lộc tồn, đặc biệt là lộc tồn, có thể nói là một năm có nhiều thuận lợi trong công việc, hanh thông tài lộc, tuy nhiên là đừng có mong cầu quá lớn, vẫn chưa đạt được cái độ chính tối đa đâu, cho nên là đừng có cố gắng quá nhiều, sẽ gây ra một chút hao tổn về tiền tài. Đặc biệt với Thiên Mã Phượng Cát thì đi xa dễ có tin vui. Tuy nhiên gặp Thế Phá, Tuế Phá và Thiên Hư thì là coi chừng cái
nếu như làm ở trong hãng xưởng á, thì coi chừng, đặc biệt là tế phá thiên hương đi với long trì đấu thư thì coi chừng ký tá giấy tờ, cẩn thận mất gây ảnh hưởng xấu. Tuy nhiên nếu có ảnh hưởng xấu đi nữa với cái thiên phúc quý nhân và đặc biệt là giải thần đi ở trong các cái khung xung chiếu, như mình có nói là giải thần là một trong những cái phúc tinh rất là hay khi có trong cái khung xung chiếu. Lý do là sao? Giải thần là một cái phúc tinh chuyên đi hóa giải các cái phá và bại tinh như là tuế phá là thiên hư, thiên trù, quan phù, thì đặc biệt là tấu thư, thì nếu như có thì nó cái sự hung hại nó cũng không quá lớn, không thể làm gì được mình. Tuy là mình dĩ nhiên là gặp chuyện chút chắc chút chặt, bị người khác đâm, bị thọc thọc, bị gạo thì mình cũng cảm thấy bực bội. Tuy nhiên là họ sẽ không hại được mình với cái giải thần và luôn thiên phúc quý nhân đi trong cái cung xung chiếu của mình. Cái cung xung chiếu mọi người cứ hiểu rằng là nó là một cái gì đó mỗi năm nó sẽ mỗi thay đổi, mỗi khác, nó xung chiếu vào cái tọa cung tiểu vận. Tuy nhiên nó cung xung chiếu của mọi người năm của mọi người canh tuất nữ mạng thì năm nay nói nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy là phúc tinh và tài tinh nhiều hơn. Chỉ có khó khăn ở một điều là bị tuần triệt án ngữ phúc đức và thiên đức lẫn như lộc tồn và bác sĩ thì nó làm cho cái mấy cái sao này, cái sự tốt đẹp của sao này không phát huy được tác dụng. Nếu không có tuần triệt phúc thì có thiên đức phúc đức và đặc biệt có lộc tồn thì chắc chắn các anh các chị sẽ có được tài lộc rất là lớn. Tuy nhiên là bị tuần triệt nó án ngữ dẫn phía trước rồi, cho nên là phần nào không có cho cái tài lộc nó hanh thông cho lắm, nhưng không phải là không có. Có nhưng mà không bự được, đỡ hơn là 26, 27, 28 tròn ra không. 29 này thì đứng đứng chút xíu cũng gọi là tốt đẹp đi, nhưng mà chưa bằng. Thí dụ như năm 29 này thì được 6 điểm thì rõ ràng là với những cái gì mình xét ở trên mạng thì 20 này thì 20 sắp tới thì có phải 8 điểm, 8-9 điểm. Đó là một cái lợi điểm rất là ngon lành. Còn ở trong các sao lưu chiếu ấy, thì có quan phù, điếu khách, kình dương, hỷ thần, đường phù. Tuy nhiên có địa võng, thiên khốc và tan môn. Cho nên là các chị ở cái tuổi canh tuất này rất dễ có tan môn, đặc biệt là tan môn của những người thân cận. Cho nên là nếu mà có người lớn thì nhớ cẩn thận nhớ sức khỏe cho những người lớn. Cung tam hợp thì còn có các sao như là lộc tồn, bác sĩ, bạch hổ, quốc ấn, tuần triệt lại đi trước, hoa cái, long trì, đế vượng, tướng quân, quan phù, thiên la. Như vậy thì ở trong cái cung tam hợp thì hoa cái tức là đường con cái sinh nở cháu chắc có một cái gì đó bị cản trở, coi chừng là cháu con dâu gì đó nó có thai và nó không có tốt đẹp, cho nên là nhớ cẩn thận. Long trì, bạch hổ là một coi như là phá tinh, bạch hổ đi trước quốc ấn, không bạch hổ mà đi trước quốc ấn thì là một cái gì đó vững chãi trong cái công việc thăng tiến của cái người mà làm trong con đường quan vận và hãng xưởng. Theo như những cái gì ở trên gần có vận hạn các sao mệnh, các phúc tinh, tài tinh, phá tinh, bại tinh đi trong cái vận niên của năm canh tí 2020 đối với người canh tuất thì mình có thể lần đó tổng quát cái năm 2020 canh tí với tam hợp thái tuế bạch hổ quan phù đi chung trong cung mệnh rồi lưu chiếu sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp trong công danh tài lộc và sự nghiệp cho các chị gái hơn rất nhiều so với năm nay. Đừng nói là năm 2018 nha, 2018 thì mình nói rồi, nó rất là tệ rồi, mình đã nói trước rồi. Hồi các chị có thể kiểm nghiệm lại.
Bên cạnh đó với rất là nhiều cái phúc tinh như thiên đức là phúc đức lộc tồn thiên quan quý nhân, rõ ràng là năm 2020 các chị làm trong cơ quan nhà nước hãng xưởng rất dễ được thăng quan tiến chức tăng lương, cho nên là đừng có lo lắng. Tuy nhiên là với tuần triệt đi trước hoa cái thì cẩn thận việc thai sản, đặc biệt là đề phòng cái bệnh phụ sản gây ra nguy nan bụng mạng, gây hao tài tốn của. Đó là những cái gì mà có thể nói xét về các cái phúc tinh, phá tinh, bại tinh đặc biệt là tài tinh ở trong cái cung mệnh của mình ở trong cái năm 2020 đối với người tuổi Canh Tuất có nhiều cái tín hiệu tích cực, bên cạnh một số nhỏ thôi những cái phá và bại tinh gây nhiều điều mà không tốt đẹp. Cho nên là nhìn chung đối với cái người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nữ mạng có một cái năm khá nhiều phúc tinh và tài tinh, cộng với vận thế vận niên sao mạng khá là vận thế vận niên thôi là rất tốt đẹp, vận thế vận niên mạng thôi, còn sao thì không tốt. Báo hiệu rằng là có một năm sẽ tương đối thành công về nhiều mặt, trong đó là tài chính và công danh rất là ok. Đó là một điều tín hiệu rất là vui mừng. Vậy thì mình vận vào coi vận hạn của 6 tháng đầu năm nó sẽ diễn ra thế nào, tháng nào tốt và tháng nào xấu để mà các chị biết, mà các chị cương nhu cho nó chắc ăn. Thì đầu tiên hết chúng ta sẽ phải nói đến tháng Mậu Dần. Tháng Mậu Dần là tháng giêng của năm Canh Tý 2020. Thì Mậu Dần thì thuộc thổ, như vậy xét về trụ mạng là với thổ sinh kim, các chị mình kim mà thì gặp tháng thổ là thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh, bổn mạng và sức khỏe rất là tốt đẹp. Đặc biệt là khi mà bản mệnh và sức khỏe tốt đẹp thì phúc tinh và tài tinh vì thế cũng được hưởng lợi rất là nhiều và tạo cho các chị có thêm cái sự ảnh hưởng về tài lộc. Đúng không? Rồi. Thiên can Mậu canh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy là thiên can không ảnh hưởng đến công việc, công việc tiếp tục tốt đẹp, ngon lành ha. Còn địa chi là tháng Dần gặp tuổi Tuất là thuộc nhóm tam hợp Dần Ngọ Tuất, là dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc của mình nữa. Như vậy là ngon đúng không? Tháng Giêng là một tháng có phải là có nhiều điều rất là tích cực đối với các chị gái tuổi Canh Tuất, với mệnh tương sinh ha, địa chi tam hợp, thiên can thì không sắc không xung không khắc gì hết. Đặc biệt là Mậu thì thuộc thổ mà canh thì thuộc kim, còn được tương sinh về nạp âm ngũ hành của thiên can nữa, cho nên có thể là nói sinh tài lộc, dễ có tiền ha. Tháng này địa chi vui vẻ nữa, thì tháng này tháng Giêng mà tháng Tết gia đạo xung hợp vui vẻ. Rồi tiếp đến đó là tháng 2 của năm 2020. Tháng 2 của năm 2020 á, năm Canh Tý là một tháng Kỷ Mão. Tháng Kỷ Mão thì cũng là một tháng thổ, như vậy cũng giống như tháng Giêng, với thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe và bổn mạng không phải là vấn đề xấu đối với người của các chị. Thiên can canh kỷ thì cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, như cũng giống như tháng Giêng, với Mậu kỷ là thuộc thổ, canh thì thuộc kim, cho nên là có thể nói là nạp âm ngũ hành là tương sinh, công việc tiếp tục là sinh tài lộc nhưng không lớn. Địa chi Tuất Mão thì thuộc nhóm lục hợp, đây có thể nói là dấu hiệu của nhiều sự may mắn cho cả công việc, tình cảm và gia đạo. Như vậy tháng 2 và tháng Giêng và tháng 2 của năm Canh Tý, người Canh Tuất rất là tốt, không có cần phải suy nghĩ nhiều buồn phiền. Nếu như là các chị thì mình muốn phát triển cái gì đó thì mình tập trung vào cả hai cái tháng này mình phát triển rất là ok, tốt đẹp. Tiếp đến đó là tháng 3, tháng Canh Thìn của năm Canh Tý. Tháng Canh Thìn thì thuộc kim, như vậy mệnh
là kim đồng hàng bổn mạng sức khỏe không có vấn đề. Thiên can canh cũng đồng hàng công việc thuận lợi nhiều hanh thông. Tuy nhiên là địa chi thần gặp tuất là thuộc nhóm lục xung, cho nên gia đạo sẽ có nhiều cái không được vui vẻ, buồn phiền, thậm chí là âu lo, đặc biệt là với con trai của mình. Đó là tháng canh thìn đối với người canh tức của các chị. Tháng canh thìn trong năm canh tí tuổi canh tức ha, cẩn thận phần gia đạo. Tiếp đến đó là tháng tư âm lịch của năm kỷ hợi, của năm canh tí 2020, phải không? Quen năm kỷ hợi rồi, bây giờ đang nằm trong năm kỷ hợi là phản luôn kỷ hợi luôn, phải không? Học dịch còn lộn huống hồ mình, đúng không? Rồi thì với cái mệnh kim cũng giống như là canh thìn thì rõ ràng đó là tháng tân tỵ thuộc kim, xét về mệnh là kim đồng hàng bổn mạng sức khỏe không có vấn đề, tốt đẹp. Tiếp tục là một tháng giống như tháng canh thìn ha. Thiên can tân canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cả tân và canh nạp âm ngũ hành là kim, cho nên tiếp tục là tài lộc hanh thông, không vấn đề gì quá lớn lao. Địa chi tuất với tỵ là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, như vậy gia đạo không có vấn đề, gia đạo tình cảm không có vấn đề. Chỉ có tháng tốt hơn tháng ba ở chỗ phần địa chi của mình không có vấn đề luôn. Tiếp tục đó là tháng 5 âm lịch của năm canh tí 2019. Tháng 5 thì nó là tháng nhâm ngọ. Như vậy thì nhâm ngọ là dương liễu mộc. Nhâm ngọ là dương liễu mộc, như vậy xét về mệnh là kim khắc mộc. Bản mệnh khắc tháng, bổn mạng và sức khỏe cần cẩn trọng, không có được tốt cho lắm. Là tháng 5 âm lịch, tháng mà tháng nắng, thường mà tháng nóng là người mệnh kim không có ok lắm. Tháng này là tháng mộc. Thiên can á thì nhâm canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc tiếp tục là tốt đẹp, không có ảnh hưởng, không có nhiều cái sự xung khắc khó khăn gì. Địa chi thì tuất gặp ngọ thì thuộc nhóm tam hợp, dần ngọ tuất là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc của mình. Cũng giống như tháng giêng, tháng năm là tháng được tam hợp, tốt cho mặt tình cảm lắm, tốt cho công việc nữa. Như vậy thì tháng 5 người canh tuất vẫn phải để ý chủ yếu là bộ mạng của mình, nó có một cái gì đó không được tốt đẹp cho lắm thì nhớ cẩn thận. Tiếp đến đó là tháng 6, tháng quý mùi của năm canh tí. Tháng quý mùi thì tiếp tục cũng giống như là tháng nhâm ngọ, nó là một tháng mộc. Mệnh như vậy sẽ là kim khắc mộc giống như tháng 5. Với bạn mệnh khắc tháng, bộ mạng sức khỏe cần cẩn trọng nhiều điều. Nếu không có muốn mà bị gọi là trầy xước đứt tay đứt chân, không đến nỗi là, nên nhớ rằng là đối với cái tháng này nó có tư khắc như vậy thôi, thì mình vẫn còn nguyên cái năm là được thổ sinh kim cho mình, cho nên là bổn mệnh nó cũng không có quá nặng nề ha. Thiên can thì chữ canh chữ quý cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc cũng ok, không vấn đề gì cả. Tuy nhiên địa chi tuất mùi thì là thuộc nhóm tự hình, thành tuất sửu mùi mà tuất mùi. So với lục xung và lục hại thì là tự hình nhẹ hơn nhiều. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh. Như vậy thì gia đạo có một chút xào xáo, một chút có nhiều buồn phiền âu lo, gia đạo không vui vẻ, tuy nhiên không quá lớn. Như vậy thì mình tổng hợp xong 6 tháng đầu năm vận hạn của người canh tuất nữ mạng với rất là nhiều điều thuận lợi trong công việc. Cái phần thiên can thì không hề có cái gì mà gọi là tương khắc cả. Bổn mạng cũng chỉ hơi xấu ở 2 tháng tháng 5 và tháng 6 thôi. Còn lại thì phần gia đạo thì tới 4 tháng tốt đẹp. 2 tháng đó là tháng 3 và tháng 6 có một chút buồn phiền và âu lo. Như vậy đối với người canh tuất nữ mạng, năm canh tí 2020 là một năm bản lề có nhiều may mắn trong cái chuỗi 5 năm trở lại đây, từ năm 2016, 2015, 2016, 2017, 2018 thì 2019, đúng không? Tính xác là từ 2016 thì năm 2020 là một năm đầy cái tích cực, tín hiệu vui vẻ để mà các chị có thể gọi là phần nào lấy lại những gì mà
đã mất ở trong những cái năm vừa rồi. Hy vọng rằng là những cái thông tin vừa rồi sẽ là một cái hành trang nhỏ cho các chị mà các chị ứng dụng vào cuộc sống của mình ở trong năm canh tí 2020. Các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi canh tức được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kinh Tử Vi và Cuộc Sống cũng như kinh Anh Ba Tiểu Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi của năm canh tí 2020 hoặc là những phong thủy tử vi các tuổi khác, các vấn đề khác về tử vi. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.